Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món mì bò quế chay mọi người, với ôn phải đèn đá mọi người, nước chấm có tương đen tương đỏ mọi người, sa tế với chanh mọi người. Đây mọi người, mì bò quế chay mọi người, chảo mì, ly phải đèn đá mọi người. Nước chấm tương đen tương đỏ sa tế với chanh luôn rồi, chanh lắm. Muỗng luôn rồi. Đổ luôn rồi. Mời mọi người vô, mời mọi người ăn sáng rồi, sáng uống phê. Làm bữa sáng nha mọi người. Làm cho cháu mày. Mày có mày mọi người. Dầu muống, giá. Ngò gai mọi người, như củ cải đỏ, mướp. Bông bóng cá mọi người, như nấm đông cô, đậu hũ mọi người, đậu hũ đậu phụ. Như củ sắn mọi người, nước ngon mọi người, nước ngọt á, ngọt ngọt. Này như cái mùi tôm hộp mọi người. Tổng hợp nó nè. Mười tổng hợp mọi người. Điện mọi người. Cũng cái đó mà mọi người. Nó muốn nhìn giòn trong nhu cầu. Nấm đồng cầu dai mềm luôn. Cục thịt trắng nữa.
nước ngọt ngon mọi người, cái mì bò Huế ngon. Ngon mọi người, mì bò Huế ngon mọi người. Phải thì phải đem bao đắng mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.